Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp touring có giảm xóc đến từ thương hiệu Riverside, là một dòng xe touring thuộc thương hiệu PTWin của Phần Lan và được sử dụng rất nhiều tại những cái thị trường Pháp. Xe là bánh 700c và bộ đề sau nguyên bản theo xe của PTWin luôn, nó 9 lít và chỉ có một đĩa. Toàn bộ khung là khung nhôm và tông màu rất là đẹp, màu tím, xanh tím than, cực kỳ đẹp. Khung giống thiết kế rất là mềm mại. Thì như các bác có tìm hiểu về xe đạp thì cũng biết rất là quen thuộc với dòng PTWin này rồi. Có những cái dòng chính như là Chiban là của xe đua này, Dốc Giải Đư là xe địa hình. Riverside này là của dòng touring. Đó, thì hôm nay về chiếc touring có giảm xóc và cái giá bán chỉ có là 5.900.000, rất là phù hợp cho các bác đang tìm kiếm chiếc xe đạp để đi đường phố, thể dục thể thao hàng ngày, rèn luyện sức khỏe. Và nó cũng đem lại cái vẻ đẹp rất là đẹp. Trang bị bộ đề sau nguyên bản theo xe luôn, bộ đề của hãng PTWin và nó có 9 tầng lip, xe này chỉ có một tầng đĩa. Vành bánh 700c, toàn bộ xe là được em nhập khẩu về là nguyên bản hết, nguyên zin các bác nhé. Lốp xe còn rất là mới này, nguyên zin hết. Phần ghi đông thì đây cũng được trang bị bộ tay bấm xả, cũng nguyên bản của PTWin luôn. Đây ghi là 9 speed này, tên đúng nguyên là 9 tầng lip. Bộ phanh cơ, phanh đĩa cơ. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Xe phù hợp các bác đi từ khoảng 6465 đến 7475 phù hợp. Chuyển động rất là nhẹ nhàng. Chiếc xe được bán với mức giá chỉ có là 5.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.